Hello, xin chào bà con. Hôm nay bà xã mình nấu món đặc sản tự chế. Đó, là cái món này. Đó, là kêu là súp hến. Món này sẽ ăn với loại bánh tráng sống như vậy. Đó. Bánh tráng loại này ăn mới được nha bà con. Đó, bánh tráng này thì ở Mỹ này á, thì không có ai làm hết, mình phải đặt thì nó rất là mắc. Nhưng mà nhiều lúc bà con nhìn vô cái món này không biết ăn sao, ăn như thế nào. Thật chất là nó rất là dân dã nhưng mà nó ngon, ngon tuyệt cú mèo. Đó, bây giờ mình hâm lên sôi rồi mình sẽ ăn cho bà con thử. Món này là bà xã mình tự chế biến. Bà xã mình là người Sài Gòn gốc Bắc. Rồi bây giờ món hến nó đã sôi rồi. Đó, nó món súp nè. Thì mình hạ lửa xuống cho nó nhỏ lại. Đặc biệt cái này nước là phải thiệt là nóng nha bà con. Đó là hến nè. Hến, đây là hến. Đây là hến. Đó, hến đây. Đó. Hến. Nhưng mà cái món này á là cái phải nấu với cái rau răm nha, không có nấu với hành. Đặc biệt là phải nấu với rau răm ăn rất nó mới ngon. Đó. Múc nước vô đây. Xong. Đây là cái súp hến của mình. Đây, cách ăn của nó như thế nào? Cách ăn của nó như thế nào? Thì bây giờ con sẽ thấy. Thì cách ăn món này á, là có salad, ớt, tỏi và bánh tráng sống. Mà trước tiên á là mình phải cái món này ăn ớt thiệt là cay nghe con. Cứ ngon mà ớt này đặc biệt cái ăn ngon á là phải dầm chứ không có cắt, không có giả, phải dầm vô cái nước nóng này nè là ớt nó thiệt là cay luôn. Đó. Đó. Dầm ớt mà dầm vô nước nóng á là nó bay mùi lên nồng nặc luôn á. Nó cay, món này ăn cay nó mới ngon. Đó. Rồi xong rồi mình cứ bẻ bánh tráng vô. Bẻ bánh tráng vô. Bánh tráng này bánh tráng sống mà bánh này á phải có người biết làm mới được. Rồi mình kiếm được người á, mình đặt được. Đặt cái cô chú đó làm, cô chú đó cũng lớn tuổi rồi. Lớp trẻ bây giờ cái này thì ít biết làm lắm. Mà cái này là chỉ ở Mỹ này còn khó khăn hơn nữa. Nước nó nóng á, khi mình bỏ bánh vô nó sẽ chín cái bánh mà nó không có bị mềm cái bánh. Cái bánh nó giòn giòn. Đó. Bỏ vô mình để chút xíu cái bánh nó mềm mềm á. Ăn rất là ngon. Cái này mình ăn là có tỏi nè. Cái món ăn này đơn giản nhưng mà ngon lắm, ngon lắm, ngon không thể tả được luôn. Đó. Đó, bánh nó gần chín đó, là mình sẽ ăn được.
nội trộn không mà chảy nước miếng luôn à. Tại vì cái này á lâu lắm mới được ăn, tại vì làm bánh tráng này ở ở Mỹ này nó khó lắm, người ta phải phơi mà cũng khó khăn lắm đó, mình đặt cũng khó lắm, lâu lắm mình đặt mấy tháng trời mới được 100 cái rồi xong rồi mình bỏ xà lách vô. À, bỏ xà lách, xà lách này mình ăn xà lách tím á, xà lách tím mới ngon nha. Chứ xà lách, tại vì cái xà lách tím này nó béo á, nó rất là ngon. Rồi, ai muốn ăn ớt sa tế thì bỏ ớt sa tế vô cũng ok. Đó, như vậy thôi. Gớt con nêu lụm lên ăn đó. Rồi như vậy là mình bắt đầu ăn hả? Rồi cái bánh tráng nó sẽ mềm như vậy nè bà con. Đó, nó sẽ chín nó mềm như vậy nè. Chỉ có cái loại bánh tráng này thôi nha. Đó, nó sẽ chín nó mềm cái bánh tráng ra. Đó, mình ăn rất là ngon. Nè, cái món này bà xã mình tự chế. Rồi mình múc thêm chút nước nữa. Nước nó bị hút hơi cạn. Rồi xong. Mời bà con ăn thử nha. Rất là ngon. Bà con nào mà cảm thấy mà ớn thật ớn đồ thì cách này, nhưng mà có thể là bà con sẽ kiếm bánh tráng mà đúng kiểu của nó thì hơi bị khó. Thì có gì cứ liên lạc của mình sẽ giúp bà con có cái được bánh tráng này. Ăn nó là không ớn luôn. Cộng chung với nó là phải có tỏi sống. Bà con ăn được tỏi sống thì càng tốt nha. Nhìn nó đơn giản dân dã lắm, nhưng mà ăn không có ớn bằng thịt thà này nọ. Ăn nó mùi nghêu, mùi nghêu á, ngọt nước với thêm cái rau răm á, nó làm có cái mùi thanh thanh. Phải có tỏi, tỏi sống ăn ngon. Bà con mà ăn ớt cay cắn thêm ớt đó, cắn ớt ăn thì cực cay ngon. Rồi thôi mình tiếp tục ăn nha. Kính chào bà con. Con nào mà muốn ăn cái món này thì liên hệ bà xã mình, bà giúp cho nha. Rồi xin chào, bye bye. Thank you everybody watching my video Đen Phong Trang Vlogs.